Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi những lúc cảm thấy mình vượt trội hơn người khác về một khía cạnh nào đó, dù là kiến thức, kỹ năng, tài sản hay địa vị xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên để cảm giác đó dẫn dắt đến việc khinh thường người khác. Thái độ khinh thường không chỉ làm tổn thương người bị coi thường mà còn gây tổn hại lớn đến chính nhân cách và giá trị của người có thái độ đó. Đây là bài học sâu sắc mà ai cũng nên ghi nhớ, bởi tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc cơ bản để xây dựng một xã hội hòa hợp và phát triển. Trước hết, việc khinh thường người khác thường xuất phát từ cái nhìn phiến diện hoặc thiếu hiểu biết về hoàn cảnh, năng lực và giá trị của người bị khinh thường. Con người không ai hoàn hảo và mỗi cá nhân đều có những câu chuyện, nỗi đau hoặc thử thách riêng mà người ngoài không thể hiểu hết. Một người có thể đang gặp khó khăn tài chính nhưng lại rất giàu lòng nhân ái và nghị lực. Một người có thể không giỏi trong học vấn nhưng lại sở hữu tài năng đặc biệt trong nghệ thuật hoặc kỹ năng thủ công. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài hay những yếu tố dễ thấy mà đánh giá thấp người khác, chúng ta dễ mắc phải sai lầm lớn trong việc hiểu và trân trọng giá trị thực sự của con người. Hơn nữa, thái độ khinh thường không mang lại bất kỳ lợi ích nào mà ngược lại còn khiến các mối quan hệ trở nên xa cách và tiêu cực. Trong một môi trường làm việc, chẳng hạn, nếu ai đó tỏ ra khinh thường đồng nghiệp vì nghĩ rằng mình giỏi hơn, điều này sẽ gây mất đoàn kết, giảm hiệu quả hợp tác và tạo ra một không khí căng thẳng. Trong gia đình, sự khinh thường giữa các thành viên có thể dẫn đến xung đột, sự đổ vỡ trong tình cảm và những tổn thương lâu dài về mặt tinh thần. Mặt khác, khi chúng ta tôn trọng người khác, dù họ có khác biệt hoặc kém may mắn hơn mình, điều đó không chỉ giúp duy trì hòa khí mà còn truyền đi những giá trị nhân văn sâu sắc. Một yếu tố quan trọng nữa là thái độ khinh thường có thể phản ánh sự yếu kém trong tính cách của chính người khinh thường. Người có xu hướng coi thường người khác thường tự đánh giá mình quá cao và thiếu sự khiêm tốn. Họ dễ bị ảo tưởng về khả năng của bản thân và không nhìn nhận được những thiếu sót hoặc điểm yếu của mình. Trong nhiều trường hợp, thái độ này xuất phát từ sự bất an bên trong khi họ cố gắng che giấu sự thiếu tự tin bằng cách hạ thấp người khác. Ngược lại, người thật sự mạnh mẽ và trưởng thành luôn biết cách tôn trọng và đánh giá cao giá trị của người khác, ngay cả khi họ ở những vị trí hoặc hoàn cảnh không thuận lợi. Một lý do quan trọng nữa để không khinh thường người khác là bởi cuộc sống luôn thay đổi không ngừng và không ai có thể dự đoán được tương lai. Người mà bạn coi thường hôm nay có thể sẽ trở thành người giúp đỡ bạn trong tương lai. Có rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những người từng bị khinh rẻ nhưng sau đó vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công vang dội. Steve Jobs, một trong những nhà sáng lập Apple, từng bị sa thải khỏi công ty do chính mình sáng lập, nhưng sau đó ông đã quay lại và đưa Apple trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Những ví dụ như vậy nhắc nhở chúng ta rằng đừng bao giờ đánh giá thấp người khác dựa trên hoàn cảnh hiện tại của họ, bởi cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ không thể đoán trước. Ngoài ra, việc không khinh thường người khác còn là cách để xây dựng một xã hội công bằng và nhân văn hơn. Trong một xã hội mà mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, bất kể địa vị hay hoàn cảnh, các giá trị như lòng nhân ái, sự công bằng và tính bao dung sẽ được đề cao. Điều này không chỉ giúp giảm bớt các mâu thuẫn, định kiến mà còn tạo điều kiện để mọi cá nhân có cơ hội phát triển và đóng góp tốt nhất cho cộng đồng. Ngược lại, nếu thái độ khinh thường trở nên phổ biến, nó sẽ tạo ra sự chia rẽ, bất công và làm suy yếu nền tảng đạo đức của xã hội. Thay vì khinh thường, chúng ta nên học cách cảm thông và thấu hiểu người khác. Mỗi người đều có một giá trị riêng và chúng ta cần tập trung vào những điểm mạnh hoặc tiềm năng mà họ có thể mang lại. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được những khó khăn và áp lực mà họ đang đối mặt. Việc làm này không chỉ giúp bạn trở thành một người sống nhân văn hơn mà còn góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tóm lại, trong cuộc sống, đừng bao giờ khinh thường người khác. Thái độ khinh thường không chỉ gây tổn thương cho người bị coi thường mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chính bản thân và xã hội.
Thay vào đó, hãy nuôi dưỡng sự tôn trọng, cảm thông và tinh thần bao dung. Điều này không chỉ giúp xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp mà còn là nền tảng để tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và đáng sống hơn. Sự tôn trọng không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng giá trị mà nó mang lại là vô cùng to lớn. Vậy nên, hãy luôn nhớ rằng, mỗi người đều đáng được tôn trọng, và việc khinh thường không bao giờ là cách sống đúng đắn.